Tính đến ngày 20 tháng 7, toàn tỉnh ghi nhận hơn 8.500 ca mắc sốt xuất huyết. Trong đó, thị xã Tân Uyên ghi nhận gần 1.800 ca, thành phố Dĩ An 1.500 ca, thành phố Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, mỗi địa phương ghi nhận hơn 1.100 ca. Còn lại các địa phương khác ghi nhận từ hơn 160 ca đến hơn 500 ca. Như vậy, nếu không có những giải pháp quyết liệt hơn từ phía chính quyền, ngành y tế, cùng với sự chung tay thực hiện các biện pháp phòng dịch của người dân, thì dịch bệnh nguy hiểm này sẽ còn bùng phát mạnh hơn. Thì hiện tại cái số lượng ca bệnh, cái ca mắc và cái số lượng tử vong thì nó cũng tăng so với cùng kỳ. Thì đối với ngành thì chúng tôi cũng đã nắm bắt được cái diễn biến của bệnh sốt huyết trên địa bàn trong những năm qua, thì chúng tôi cũng đã chủ động đưa ra nhiều cái giải pháp. Thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn cũng như các trung tâm y tế huyện thị chú trọng đến cái công tác truyền thông, giám sát ca bệnh, giám sát, xử lý ổ dịch, và bên cạnh đó là chúng tôi đã triển khai cái chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, truyền thông phòng chống sốt huyết tay chân miệng trong cái thời gian qua, và nó cũng đạt rất là nhiều cái hiệu quả. Theo ngành y tế, để chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, người dân chỉ cần nhớ và thực hiện theo khẩu hiệu đơn giản: ở đâu không có lăng quăng, ở đó không có dịch sốt xuất huyết. Như vậy, chỉ cần các gia đình đậy kín các dụng cụ chứa nước, không để cho muỗi vào đẻ trứng, cần cọ rửa và thay nước ít nhất một tuần một lần với các dụng cụ chứa nước. Bên cạnh đó, người dân cũng cần phải phòng chống muỗi đốt, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. Rồi về phía người dân, thì sau khi mà phòng bệnh, thì chúng ta cũng phải tiếp tục khi mà trẻ em mà có sốt, kể cả người lớn, khi có sốt mà chúng ta nghi ngờ mắc sốt xuất huyết, thì thường chúng ta đến những cái quầy thuốc y tế tư nhân ở ngoài, quầy dược, chúng ta mua thuốc hạ sốt. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta uống thuốc hạ sốt mà không đạt hiệu quả hoặc là tiếp tục sốt tiếp, thì chúng ta nghi ngờ mắc sốt xuất huyết thì đến những cơ sở y tế gần nhất. Để lan tỏa và nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng dịch sốt xuất huyết và các loại dịch bệnh khác, vào ngày 25 tháng 7 tới đây, Bình Dương sẽ tổ chức lễ meeting phát động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh và hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân. Sự kiện có sự tham gia của Bộ Y tế và nhiều cơ quan y tế các tỉnh, thành phố phía Nam. Bộ Y tế cũng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo cho Sở Y tế tham mưu cái tổ chức cái hội thảo, cái lễ, cái meeting về cái chiến dịch truyền thông phòng chống sốt huyết, phòng chống dịch bệnh và vệ sinh yêu nước trên địa bàn tỉnh trong cái thời gian tới. Thì đây cũng là một trong những cái lễ mà nó sẽ đem lại nhiều cái hiệu ứng tích cực trong cái công tác phòng chống sốt huyết trên địa bàn tỉnh trong cái thời gian tới. Sốt xuất huyết là bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng bệnh. Những bệnh nhân nếu không điều trị kịp thời thì rất dễ dẫn đến tử vong. Chính vì vậy, mỗi người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để hạn chế mắc bệnh và lây lan trong cộng đồng.